Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk vừa kịp thời đến ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên học sinh mang theo nhiều loại hung khí dao rựa, mã tấu tham gia hỗn chiến, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 11, từ nguồn tin báo của người dân có hai nhóm thanh thiếu niên học sinh mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đang tụ tập tại ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai, Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Buôn Ma Thuột để chuẩn bị đánh nhau. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai trên 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, đám thanh thiếu niên đã nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác đã truy đuổi, vây bắt được 4 đối tượng trong cùng một nhóm và thu giữ 3 cây dao, mã tấu do chính các đối tượng này cầm đi. 4 đối tượng bị bắt gồm Đặng Trường Thanh Trà, Lương Hoàng Thiện, Võ Thành Đạt và Võ Vương Hậu, đều 15 tuổi, cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Trà đang là học sinh lớp 10 của trường Trung học Phổ thông Hồng Đức, Thiện là học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Trần Hưng Đạo. Theo lời khai ban đầu của nhóm Trà, cách đây một tuần, trên đường đi học về, Trà có nhìn một bạn tên An là học sinh lớp 10 cùng trường Trung học Phổ thông Hồng Đức. An cho rằng Trà đã nhìn đều mình, rồi giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 15 tháng 11, Trà và An xảy ra xô xát. Sau đó, An bắt Trà phải bồi thường 100.000 đồng. Đến chiều ngày 17 tháng 11, cả hai nhắn tin rồi hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn và đưa tiền. Tuy nhiên, khi đến nơi, An bắt Trà phải đưa 500.000 đồng. Vì Trà không có tiền nên nhóm của An đã cầm hung khí lao vào đánh chém. Cách đây một tuần em có mâu thuẫn với cái bạn học cùng cái bạn đi học cùng trường, xong rồi bạn mới hẹn em ra để nói chuyện. Khi đến địa điểm hẹn, bọn em chỉ có 4 người thôi, nhưng mà bên kia tầm 30 người men theo rất nhiều loại hung khí khác nhau để dí đánh bọn em. Dạ, khi gặp nhau ở nhà thờ Duy Linh thì đám bên kia dí đánh em, xong rồi em mới về nhà lấy hung khí lên và đánh trẻ. Hung khí gồm có dao rượu với loại mã tấu. Bên có mâu thuẫn gì đó trên trường là hiện ra để mà trả tiền thuốc men cho bên kia, lúc đầu là 100, xong rồi lúc sau là đòi 500. Xong rồi bọn em qua ra nói chuyện xong và được em nói ra là hòa hết rồi. Xong là đi về. Sau đó là đằng sau là tầm 30 người trở nên dí lên cầm rượu, dao kiếm chém em, xong rồi là em mới quay về là lấy hung khí đánh trả lại. Rất may vụ hỗn chiến đã được lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đến ngăn chặn kịp thời, nên không để lại hậu quả đáng tiếc, đau lòng xảy ra. Nếu mà cái vụ việc như này mà chúng tôi mà không kịp thời phát hiện để mà xử lý kịp thời thì sẽ hậu quả xảy ra rất là khó lường. Tại vì các tuổi các cháu là đang là thanh niên, đang là mới lớn nên là rất là manh động, đấy, dùng hung khí. Đấy, nên hậu quả không biết xảy ra như thế nào. Qua cái vụ việc này, tôi rất mong các bậc phụ huynh, cha mẹ cần quan tâm kèm cặp các cháu, không để các cháu tiếp xúc những cái đối tượng xã hội ở ngoài để lôi kéo vào, và tập trung vào phối hợp với nhà trường để kèm cặp các cháu để học hành và phát triển tốt hơn nữa để cho phục vụ xã hội sau này. Hiện vụ việc đã được Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển giao cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra xử lý tất cả các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.